Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với chương trình 100 độ Fashion phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Những thông tin về thời trang trong nước và thế giới sẽ mở đầu chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi. Ngày 15 tháng 1, tại Hà Nội đã diễn ra hội chợ nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ với chủ đề Tết Dôm 2016. Bên cạnh các tác phẩm tranh gốm, tại đây còn trưng bày áo dài cung đình Huế của nghệ nhân Vũ Văn Giỏi và các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế Nga Cocon, Trịnh Bích Thủy, Adrian Anh Tuấn. Với những cách tân hiện đại, các bộ áo dài ấy trở nên gần gũi hơn và rất phù hợp để diện Tết này. Đến với Tết Dôm 2016, công chúng yêu nghệ thuật và người tiêu dùng dễ dàng nhận ra Tết xưa không ở nơi đâu quá xa xôi dĩ vãng, Tết vẫn ở đây trong một thoáng áo dài thướt tha bên trường kỳ. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016. Tối ngày 12 tháng 1 tại Hà Nội, top 11 Hoa hậu Thế giới Lan Khuê năm 2015 đảm nhận vai trò vedette trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế 9X Lâm Gia Khang. Người đẹp khoe sự nữ tính với trang phục váy ngủ làm từ chất liệu ren xuyên thấu. Cô toát lên vẻ gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch. Nhà thiết kế kết hợp trang phục cùng giày tour, một trong những phụ kiện được các nhà mốt thế giới lăng xê năm nay. Bộ sưu tập resort năm 2016 của nhà tạo mẫu 9X lấy cảm hứng từ chân dung người phụ nữ trong giai đoạn tình yêu chớm nở, sử dụng chất liệu ren, voan, lụa được phối hài hòa với tông màu trắng đen. Ngoài nghệ thuật xếp nơ, bộ sưu tập giới thiệu kỹ thuật đính lông của Lâm Gia Khang. Bên cạnh váy voan nhiều lớp, những chiếc váy lụa dài đổ bóng kết hoa cũng mang tới vẻ cuốn hút cho nữ giới. Sự kết hợp khéo léo giữa nhiều chất liệu như ren, tơ tằm nhằm mang đến vẻ bay bổng lãng mạn của trang phục. Tạm gác sang bên những bộ dạ hội rườm rà với đuôi dài quét đất, bạn thử chọn những chiếc đầm cocktail ngọt ngào nhưng vẫn không kém phần duyên dáng, quyến rũ trong những bữa tiệc cuối tuần hay những buổi event nhỏ. Vậy xu hướng đầm cocktail hiện nay đang thay đổi như thế nào? Hãy đến với phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Cocktail dress hay còn gọi là đầm cocktail là cụm từ chỉ những mẫu đầm ôm sát ngực với chiều dài ngang hoặc trên đầu gối. Xu hướng này xuất hiện vào những năm 1920, giai đoạn bùng nổ những buổi tiệc đứng ở châu Âu, với thức uống đa số là các loại rượu cocktail đầy màu sắc đi cùng với những món ăn nhẹ, được bài trí một cách sinh động. Hiện nay, đầm cocktail đã có nhiều thay đổi về kiểu dáng cũng như chất liệu. Quý vị đang theo dõi những thiết kế đầm cocktail của nhà thiết kế Yến Phạm. Nhà thiết kế cho rằng, phụ nữ hiện đại không muốn mất quá nhiều thời gian trong việc lựa chọn giữa trang phục đi làm và đi dự tiệc buổi tối. Vì vậy, nhà thiết kế đã sáng tạo nên những đầm cocktail có thể mặc đi làm, đi chơi. Nó không quá cầu kỳ, lộng lẫy nhưng hoàn toàn có thể bắt sáng, rực rỡ với ánh đèn buổi tối. Mình cũng không để những cái chiều dài của các cái bộ trang phục cocktail của mình nó quá dài. Và thứ nhất là nó phù hợp với lại cái vóc dáng người Việt. Thứ hai nữa là họ sẽ không bị rườm rà khi đi làm ban ngày. Sau đó là có thể make up đậm lên, có thể làm lại tóc, thêm những cái trang phụ kiện và có thể buổi tối sẽ đi dự tiệc luôn. Màu sắc hầu hết là mình trong bộ sưu tập là mình hướng tới đỏ, đen và trắng. Những màu rất căn bản, thế nhưng mà luôn luôn không bao giờ lỗi mốt, không bao giờ lạc hậu và càng không bao giờ thiếu đi sự trang trọng và nó rất cuốn hút. Chất liệu được nhà thiết kế sử dụng hầu hết trong bộ sưu tập của mình là tuxi ánh kim để tạo độ bắt sáng ánh kim nhẹ nhàng. Ngoài ra còn có thêm những điểm nhấn nhá về ren, tua rua rất phù hợp với xu hướng năm nay, hay tuxi pha len, dạ mềm, gấm hoa. Những điểm nhấn nhá mang đến cho phụ nữ một vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch và duyên dáng. Là một người mẫu thì em cảm thấy chiếc đầm cocktail này rất là bắt mắt và khi mà mặc thì cảm thấy rất là tự tin, rất là thoải mái khi mặc và khi di chuyển thì rất là năng động mà cảm thấy
rất là phù hợp với những buổi tiệc cocktail nhỏ hoặc là ấm áp bên gia đình người thân. Riêng các loại phụ kiện như vòng cổ, hoa tai, tùy theo kiểu dáng, họa tiết trang phục mà bạn chọn cách thêm thắt, hạn chế sử dụng nhiều phụ kiện với các kiểu đầm cocktail có nhiều họa tiết. Ngày 12 tháng 1, đông đảo người nổi tiếng của Hollywood đã tập trung tại thành phố Los Angeles, nước Mỹ để tham dự show trình diễn thời trang mùa thu 2016 của nhà thiết kế người Anh Stella McCartney. Đây là lần đầu tiên nhà thiết kế này trình diễn bộ sưu tập tại Los Angeles. Tôi luôn muốn có một bữa tiệc ở Los Angeles bởi tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết ở đây và show diễn này giống như một sự hòa trộn giữa âm nhạc, phim ảnh, thời trang, nghệ thuật, tất cả là một món quà dành tặng cho Los Angeles. Khung cảnh của show diễn chính là cửa hàng bằng đĩa nhạc, nơi những người mẫu trong các trang phục in họa tiết da báo, mèo rừng táo bạo thể hiện phong cách của những thập niên 70 với những mảng màu trung tính. Tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đó là nhà thiết kế yêu thích của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ở Los Angeles. Nói về lý do đưa âm nhạc vào show diễn thời trang, Stella cho biết là con gái của cựu thành viên nhóm The Beatles, Paul McCartney, nên âm nhạc được xem như một ảnh hưởng quan trọng trong công việc của mình. Mới đây, giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã giới thiệu họa tiết thời trang mang tên Gucci Tiền cho bộ sưu tập thời trang nam và nữ của nhà Gucci. Đây là họa tiết hoa cỏ mang âm hưởng đương đại, được lấy cảm hứng từ khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tựa thiên đường. Gucci Tiền cho xuân hè năm 2016 gồm những họa tiết được biến tấu từ hoa cỏ, côn trùng và chim muông như chim ruồi, chuồn chuồn và bướm, cây trái và tạo vật thiên nhiên được thể hiện qua hình ảnh đồ họa với hiệu ứng phối cảnh đa chiều. Họa tiết Tiền mới này được đặt trên nền motif GG Supreme vốn là biểu tượng của nhà Gucci như một cách làm mới hoa văn logo vốn gắn liền với thương hiệu theo hướng nghệ thuật hơn. Bộ sưu tập Gucci Tiền dành cho cả nam và nữ vô cùng đa dạng, từ ready to wear đến túi, giày, ví, cầm tay. Những mẫu giày chính của bộ sưu tập có đế bằng da trên nền họa tiết GG Supreme và họa tiết Tiền. Mỗi đôi đều sở hữu họa tiết độc nhất, không bị lặp lại trong toàn bộ sưu tập. Bộ sưu tập sẽ chính thức có mặt tại cửa hàng Gucci ở Việt Nam vào tháng 2. Tôi thì cũng có sử dụng một số chất liệu da lộn, ví dụ như là giày dép hoặc là quần áo gì đó. Mà tôi thích cái chất liệu đấy bởi vì đầm thì mặc nó ấm, còn giày thì đi nó cũng tiện mà thời trang. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ về chất liệu da lộn. Tôi cũng đang nghiên cứu để tạo ra vải da lộn phù hợp hơn với nhiều loại thời tiết khác nhau, không chỉ là trong mùa thu đông. Những câu trả lời vừa rồi đã minh chứng cho sự hấp dẫn của da lộn trong thời trang. Được xem như là một trong những hot trend của thập niên 80 của thế kỷ trước, da lộn là một chất liệu lý tưởng để tạo nên phong cách boho cho trang phục. Đây cũng là items được đông đảo những người yêu thời trang săn đón trong mùa thời trang này. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện của chất liệu độc đáo này trong câu chuyện thời trang ngay sau đây. Chất liệu da thuộc gồm hai mặt trên và dưới. Mặt trên trơn là chất liệu da cơ bản, mặt dưới mềm và xù xì hơn, chính là phần da lộn, hay còn gọi là suede. Khi gia công, người ta sẽ trải lớp tơ trên bề mặt để có được phần sợi mềm mại, đều màu, cho cảm giác mịn như nhung. Trong thập niên 80 của thế kỷ 20, da lộn là chất liệu được những anh chàng cao bồi mạnh mẽ, phóng khoáng yêu thích. Họ mang trên người áo khoác, đuôi bốt và đội chiếc mũ fedora làm bằng chất liệu vải này, khi ngựa hiên ngang giữa thảo nguyên mênh mông ở miền Tây nước Mỹ. Do đặc tính là chất liệu thở nên da lộn dễ hút nước, bám bẩn và đặc biệt, loại da tốt để làm da lộn không nhiều. Nên ngày nay, người ta đã sáng tạo ra một chất liệu vải tương tự như da lộn, có những ưu điểm vượt trội,
Vải da lộn có nhiều độ dày mỏng khác nhau nên các nhà thiết kế có thể ứng dụng để làm ra nhiều sản phẩm khác nhau như váy, quần áo. Mang nét tinh tế đặc trưng của phong cách retro hoài cổ, vải da lộn không phải là một hiện tượng nhất thời. Nó là một lời tuyên ngôn về thời trang và phong cách của những cô nàng cá tính. Tại Việt Nam, nhiều nhà thiết kế vẫn sử dụng da lộn như một chất liệu chủ đạo cho bộ sưu tập của mình. Tuy nhiên, sự cổ điển của da lộn đã được tiết chế nhiều hơn nhờ kết hợp và pha trộn với những trang phục hiện đại, tạo nên một tổng thể hài hòa và đẹp mắt. Từ giày, dép, quần áo, túi sách, mũ nón, người ta đều có thể làm được từ da lộn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện thời trang của chúng tôi để tìm hiểu rõ nét hơn về những ưu nhược điểm của chất liệu da lộn trong thời trang. Những đôi giày bốt hay giày cao gót từ da lộn là một item được nhiều chị em yêu thích, không chỉ bởi sự mềm mượt, mịn màng. Cũng như da bóng, da lộn thường có tông màu cổ điển là đen và vàng nâu. Để đáp ứng nhu cầu của các bạn gái trẻ, các nhà sản xuất đã có thêm nhiều mẫu giày da lộn đa dạng hơn về màu sắc và kiểu dáng như màu đỏ, vàng mơ, xanh rêu, từ dáng giày bệt, giày cao gót đến boots. Tuy nhiên, với những cô nàng yêu thời trang họa tiết thì có lẽ da lộn không phải là sự lựa chọn lý tưởng. Khi in họa tiết lên các sản phẩm bằng da lộn hoặc là da nhung thì cái độ bền sản phẩm không cao, thường hay bị bay màu. Bay màu vì khi khách hàng sử dụng mà đi gặp những cái thời tiết khác nhau ấy thì cái sản phẩm đấy bay màu rất là nhanh và làm cho đôi giày sự cái độ cái tính năng sử dụng nó rất là ngắn. Thế còn về cái việc mà đính các họa tiết thì đính được, ví dụ hoặc là thêu thì chúng ta vẫn có thể thêu được những cái họa tiết lên sản phẩm, ví dụ như bông hoa hay là những cái hình thú hoặc là những cái hình mà trang trí ngôi sao hoặc những cái hình họa tiết mà giúp cho đôi giày sinh động hơn thì những cái sản phẩm bằng da lộn ta hoàn toàn có thể thêu được. Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn giữa giày da lộn và da nhung. Về cơ bản, giày da lộn và giày nhung khá giống nhau ở những đặc điểm như dễ bám bụi và bám bụi lâu. Tuy nhiên, về cảm quan thì bạn cũng có thể phân biệt được hai chất liệu này. Người tiêu dùng có thể phân biệt da lộn và da nhung như sau: là khi mà ta sờ vào bề mặt đầu tiên ấy thì là da lộn thì thường nó cứng và hơi ráp, còn da nhung thì có cảm giác mềm mại và mướt tay hơn. Cái thứ hai là về kỹ thuật ấy thì nguyên liệu làm từ da lộn ấy thì chúng ta có thể dụng những cái nguyên liệu da tự nhiên như là da bò hoặc là da dê. Thế còn đối với các sản phẩm bằng da nhung ấy thì ta có thể may bằng vải. Đấy là sự khác nhau. Còn tuy nhiên thì về cái nhìn mặt bề mặt chung thì sản phẩm da lộn và da nhung ấy thì đều giúp cho cái đôi sản phẩm nó sang và đi rất là mềm. Ngoài những đôi bốt thấp cổ, một đôi giày da lộn kiểu giày chiến binh có dây buộc cũng thật cá tính cho bạn gái. Với những đôi giày được trang trí bằng sequin hay hạt lấp lánh, tạo nét độc đáo cho giày, chắc hẳn các bạn gái cũng sẽ không cảm thấy đôi giày đơn điệu nữa. Hay những mẫu bốt lửng cũng được thiết kế trên nền chất liệu da lộn, mang lại sự sang trọng và trẻ trung. Trong mùa đông thì mình hay đi da lộn là chủ yếu, bởi vì da lộn nó mang cho mình êm chân hơn. Và mùa đông thì nó ấm áp hơn. Vì da lộn được xem là biểu tượng của sự tự do phóng khoáng và đầy chất hoang dã, nên chất liệu này thường gắn liền với phong cách thời trang boho. Cũng là một nhà thiết kế theo đuổi phong cách thời trang boho đã nhiều năm, da lộn luôn là chất liệu quan trọng trong việc định hình phong cách của nhà thiết kế này. Cái vải da lộn thì được ứng dụng trên nhiều sản phẩm lắm. Bên mình có các cái loại đầm bằng vải da lộn và tương đối mỏng, vì thế là nó sẽ tạo cái độ rũ ở phía dưới và người ta cái đầm ấy có thể làm thành đầm xòe và vẫn tạo được cái vẻ nữ tính nhưng mà lại vẫn hoang dã cho cái người mặc. Rồi là mình sẽ có cái quần legging da lộn thì mặc rất rất đẹp với bốt da lộn và những cái sản phẩm đồ mùa đông như là đồ len, đồ lông. Da lộn là một chất liệu khá linh hoạt, bạn có thể phối nó cho cả trang phục công sở và dạo phố. Lời khuyên được nhà thiết kế đưa ra là để có một set đồ da lộn đẹp là không nên kết hợp quá nhiều chi tiết trong một bộ trang phục. Nếu bạn định mặc một chiếc áo khoác da lộn thì bên trong nên là một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun. Khi phụ nữ mặc đồ da lộn là họ sẽ có cảm giác là họ mạnh mẽ hơn so với cái bản chất nữ tính của họ. Vì thế là nếu cách mix đồ ấy thì tốt nhất là khi mà mình mặc đồ da lộn thì mình nên đảm bảo cái sản phẩm đấy được thiết kế theo phong cách boho.
có thể pha trộn một chút phong cách khác nhưng về cơ bản vẫn là phong cách boho. Và điều đó có nghĩa là mình sẽ phải mặc với các phụ kiện cũng theo phong cách boho, chẳng hạn như là đồ da, bốt da, túi sách da, nhưng mà là những túi sách da theo kiểu nó bụi bặm hơn, chứ không phải là những túi sách da như kiểu các chị em vẫn hay xách đi đi công sở chẳng hạn, là nó không phù hợp. Hay là họ sẽ sử dụng nhiều đồ len, và những cái đồ len mà nó quá khổ một chút, hay là mặc áo khoác dạ, nó cũng nên quá khổ. Nói chung thì phong cách boho điển hình của nó là mặc đồ thường rộng thùng thình và quá khổ. Vì thế nếu như mà mình thích đồ da lộn á, thì mình nên ứng dụng với tất cả các cái sản phẩm mà nó có hơi hướng của phong cách boho, thì là nó sẽ phù hợp. Và hầu như người ta sẽ không bao giờ bị sai, bị hỏng phong cách khi mà họ mặc theo cái cách đấy. Còn với riêng bạn, nếu muốn trở thành một cô gái hoang dã, tự do, phóng khoáng thì hãy lựa chọn da lộn, một chất liệu luôn thay đổi và không bao giờ lỗi mốt. Nhược điểm lớn nhất, dễ nhận thấy nhất của da lộn chính là chúng dễ thấm nước và bám bẩn. Đồng thời, việc vệ sinh cũng rất khó khăn. Trong một Fashion Tips ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng chuyên gia của chương trình chia sẻ những bí quyết trong việc chăm sóc những đôi giày da lộn. Để từ đó, quý vị và các bạn sẽ có được những mẹo hay khi sử dụng hoặc bảo quản trang phục cũng như phụ kiện từ chất liệu độc đáo này. Lời khuyên của tôi đối với lại khách hàng khi sử dụng cái sản phẩm da lộn hay là da nhung thì đều có những cái việc sau mà khách hàng cần phải chú ý. Đầu tiên là khách hàng không đi sản phẩm này ở dưới thời tiết bị mưa. Bởi khi gặp mưa thì sản phẩm da sẽ bị ướt. Và cái việc bảo quản khó. Cái thứ hai nữa là sản phẩm này chúng ta không nên, khi bị ướt rồi chúng ta không nên hơ nóng. Vì khi hơ nóng thì sản phẩm sẽ bị biến dạng. Và cái thứ ba là khi mà bảo quản cái sản phẩm này thì không nên để trong túi bóng quá kín, hoặc là trong những hộp đựng quá kín, bởi vì sản phẩm sẽ bị mốc. Đấy là những cái mà khiến cho các chị em nên cần phải chú ý khi sử dụng cái sản phẩm này. Thế còn khi sử dụng sản phẩm này để độ bền nó cao và cái sản phẩm nó được dùng một cách tối ưu nhất, thì chị em nên sử dụng các dung dịch riêng vệ sinh cái sản phẩm da lộn hoặc là da, giúp cho sản phẩm đi vừa thơm, có mùi thơm và mềm. Trong trường hợp phải giặt da lộn, bạn nên sử dụng các loại xà bông, nước rửa chén hoặc kem cạo râu để giặt. Chú ý là nên sử dụng bàn chải mềm hoặc khăn mềm để chà giặt sẽ tốt hơn. Cũng nên phơi ở trong mát, không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Hy vọng với những hướng dẫn như trên thì chị em sẽ thoải mái lựa chọn cho mình những bộ trang phục cũng như phụ kiện từ chất liệu da lộn. Chương trình 100 độ fashion đến đây là kết thúc. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc góp ý cho chúng tôi qua fanpage của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.